Và quý vị khán thính giả đang lại đến với chương trình Tìm Người Thân trên băng tần của Lido Sài Gòn TV. Đây là chương trình chúng tôi phát trực tiếp nên quý vị có thể gọi với chúng tôi ngay từ bây giờ 714-893-3264. Chương trình này được phát vào mỗi ngày thứ năm vào lúc 11 giờ trưa tới 12 giờ trưa nha quý vị. Và đây là cái chương trình mà quý vị có thể gọi vào. Và hôm tuần trước thì chúng tôi đã loan báo về những cái trường hợp mà quý vị đã gọi vào với chúng tôi trong cái chương trình này. Đó là cô Nguyễn Thị Xuân Nga, cô gọi với chúng tôi ở số phone là 626-252-1257. Cô báo với chương trình Tìm Người Thân là cô muốn tìm bạn học là chị Thị Hạnh. Cô Nga chỉ nhớ là tên là Thị Hạnh mà thôi. Cô ở Huế, sinh năm 1961, nghe nói đã qua Mỹ rồi. Khi trước thì ở cầu Kho Rèn ở Huế, mất liên lạc vào năm 1983. Hy vọng là cô Thị Hạnh ở Huế, sinh năm 1961. Khi trước ở Huế thì ở cầu Kho Rèn nghe được tên này thì hãy gọi cho cô Nga 626-252-1257. Và cũng hôm tuần trước thì chúng tôi đã nhận được tin tức của cô Hoàng Thị Thanh. Cô đang ở California, ở số ID là 393. Cô thông báo với chúng tôi rằng cô muốn tìm bạn học là Trần Thị Hiệp ở Sài Gòn, nên không liên lạc được. Số điện thoại của cô Thanh 626-400-9469. Cô Dung ở số phone 714-598-5510. Cô tìm ca sĩ Phương Hồng Ngọc. À, đây là một trường hợp mà có lẽ là trong cộng đồng sẽ có rất nhiều người biết. Cô tìm ca sĩ Phương Hồng Ngọc, trước là ca sĩ Cẩm Hồng, hay hát chung với lại ca sĩ Phương Hồng Quế, Phương Hoài Tâm, có người anh tên là Bôn. Vâng, chúng tôi nghe tên ca sĩ Phương Hồng Ngọc nghe có vẻ rất là quen. Và nếu như những người bạn bè, những người trong giới nghệ sĩ nghe được những phần tin tức này thì làm ơn giúp một tay, giúp nói, nhắn tin với cô ca sĩ Phương Hồng Ngọc rằng cô có một người, đó là chị Dung, muốn liên lạc lại với cô trong những khoảng thời gian mất liên lạc vừa qua. Số phone của chị Dung để quý vị có thể liên lạc là 714-598-5510. Vào hôm tuần kia, chúng tôi có nhận được những cái tin tức của cô Diana Hương. Và cô Diana Hương đã thông báo với chúng tôi là cô đã tìm được người bạn của cô học trước năm 1975. Mất liên lạc vì cô khi trước ở Texas, cô Hương đó, ở tiểu bang Texas. Và sau này dọn qua California. Và cô loan báo với chúng tôi là đã tìm được người bạn rồi. Và cũng xin cảm ơn, chúc cô và bạn đừng có mất nhau nữa nha. Cũng trong tuần trước thì chúng tôi nhận được những cái cú phone của ông Đỗ Nam. Ông Đỗ Nam từ Florida. Ông Đỗ Nam muốn tìm anh Đinh làm thợ mộc. Đi Mỹ năm 1994. Trước ở chung tù An Điềm, Đại Lộc. Còn một người con gái tại Đà Nẵng. Và ông Đinh nói cho chúng tôi biết là hiện tại thì ông đang ở California. Thì số phone mà quý vị có nghe được những phần tin tức này mà thấy có thể là anh Đinh, thì quý vị hãy liên lạc với ông Đỗ Nam giúp ông một cái phần tin tức để có thể tìm lại được người thân của ông. 727-481-8433. Cũng ở trong những phần tin tức về chương trình Tìm Người Thân vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những phần lời nhắn của quý vị khán thính giả gọi vào. Thí dụ như là cô Hạnh Liên, cô ở số phone là 714-858-7948. Cô tìm thầy Lý Văn Tùng. Thầy Lý Văn Tùng được biết là ở thành phố San Diego, dạy trường Nguyễn Văn Đậu ở Sài Gòn. Vâng, lời nhắn rất là ngắn. Cô Kim Oanh Kim Hoa ở số phone là 714-837-9969. Cô muốn tìm anh Đoàn Ngọc Huỳnh, mất liên lạc năm 1968, nhà ở đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân. Nếu như anh Đoàn Ngọc Huỳnh nghe được tin này, xin liên lạc với cô Kim Oanh và cô Kim Thoa ở số phone là 714-837-9969. Số ID 385. Cô Đặng Thị Bền tìm Trung tá Trần Công Minh.
Số bí danh là KBC 4850. Có vợ là Đỗ Thị Lượng, con là Trần Minh Lộc. Lần cuối hai người gặp nhau là năm 1972 tại An Lộc. Nay, nếu như ai hoặc ông Trần Công Minh nghe được những phần tin tức này, hoặc gia đình xin liên lạc với lại cô Đặng Thị Bền ở số phone 714 530 1206. Ông Trần Ngọc Cao, năm nay ông 80 tuổi. Ông cho chúng tôi biết ông là tài công của chuyến tàu BD3216 rời nhà thờ 5 giờ sáng ở Chu Hải năm 1980, chở theo 109 người bị bão. Thì nay thì ông muốn tìm những người thân đã ở trên chuyến tàu này, đi trên chuyến tàu này. Số điện thoại mà ông muốn những người này liên lạc với ông đó là 303 909 2922. Nguyễn Đảng muốn tìm anh Hoàng Nghĩa Nghi ở thành phố San Jose. Được biết là ông Nguyễn Đảng đã thất lạc anh Hoàng Nghĩa Nghi mấy năm vì mất số liên lạc điện thoại. Nay ông Hoàng Nghĩa Nghi nghe được tin này xin liên lạc với ông Nguyễn Đảng ở 714 514 7589. ID số 382. Cô Xuyến Nghiễn, cô Xuyến cung cấp những cái thông tin cho chúng tôi biết là cô muốn tìm bạn là Nguyễn Bình Thiện, năm nay khoảng 65 tuổi. Xin lỗi, đó là ông Nguyễn Bình Thiện, năm nay khoảng 65 tuổi. Ông đi năm 1975 là phi công, sang đây năm 1991 và vẫn còn liên lạc vào những năm đó. Sau năm 1991 thì cô mất liên lạc với ông Nguyễn Bình Thiện. Hiện tại thì biết ông Nguyễn Bình Thiện hiện đang ở gần khu vực Orange County. Tên cha là Nguyễn Bình Hoang, mẹ là Nguyễn Thị Xỉu, xưa ở giáo xứ Thái Lạc. Nếu như bạn là ông Nguyễn Bình Thiện và gia đình nghe được những phần tin tức này, xin liên lạc với cô Xuyến Nguyễn ở số phone 714 261 1316. Và quý vị vừa mới theo dõi với những phần thông tin mà chúng tôi đã loan báo trong những thời gian vừa qua, và đó là những trường hợp mà chúng tôi vẫn cần quý vị giúp một chút tay để mà giúp chúng tôi tìm giúp giùm. Đây là một cái nghĩa cử nghĩa đạo rất là đẹp trong cộng đồng của chúng ta. Và ngay ít phút quảng cáo thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong thời gian sớm nhất.